làng quen coi hắn là quỷ dữ. Mất rồi, quỷ dữ đâu mà kém, từ Nam Cao lâu nay mọi người trong làng quen coi hắn là quỷ dữ mất rồi. Thanh Kiện đấy, quỷ dữ mất rồi, lâu nay mọi người trong làng quen coi hắn là quỷ dữ mất rồi. Bây giờ có con quỷ dữ đâu, lúc này có con quỷ dữ đâu, còn đâu, mọi người quen coi nó, nhưng mà lúc này nó con quỷ dữ đâu? Không, chỉ một ai biết, chỉ một mình thì nở, mà một mình thì nở không cứu nổi. Cho nên có nhà thơ nói: một mình nàng thì nở đủ đền nánh đỏ chưa, ngoại nhìn lo cái cũ thương biết bao cho vừa. Hiểu không? Và không được, thầy giáo còn nói với các em là cái đoàn mà cái mũi tinh nhật chỉ sao thì nở là một trong những biểu hiện chủ nghĩa nhân đạo rất độc đáo và sâu sắc của Nam Cao. Vì quá cái việc miêu tả cái mũi tinh ấy, nhiều người cho rằng đó là mũi tinh bình dân, người đối lửa xứng đôi, hiểu không nào, để mà câu khách. Nhưng thực ra quá đầy Nam Cao khám phá quy luật này có này, hiểu là quá cái mũi quan hệ giữa mũi tinh giữa chỉ sao và thì nở ấy, Nam Cao một khải quả một quy luật rằng không phải những người đẹp trai như Kim Đồng, xinh đẹp như Thủy Kiều mới khát khao tình yêu hạnh phúc, mà những người xấu đến ai má chế quỷ hơn. Không được, thầy đạo có khắc khoa chấn chúng thì nở rồi, như thì nở, và con người bị đẩy khỏi xã hội, bị khai trừ rồi, bị đẩy khung xã hội, bị khai trừ rồi, không có chỗ đứng trong xã hội ấy, vẫn khát khao tình yêu hạnh phúc, và khi tình yêu đấy tỏa sáng theo vẻ đẹp riêng của từng người. Đúng không con? Trong tác phẩm tác giả viết: tình yêu làm những người đàn bà có duyên, thỉnh thoảng thì nở, tùng tình cười tình và liệt duyên, vân vân. Ấy, mà trong một cái ngày xưa thì đạo có mấy câu thơ này này. Ngày xưa thì đạo tưởng là do học sinh hướng đầu mùa, người là học sinh phổ thông ấy viết, nhưng mà sau này tôi mới tìm ra câu này: à ngỡ ngần gã không điên, à ngỡ ngần ai thì nở gã không điên ai, tình yêu đến bỗng nhiên thành người, vườn xuân trắng nở nụ cười, tình yêu tan chảy vàng mười trong nhau. Khi đến với tình yêu thì dưới con mắt của thì nở chị Phèo vàng 999, còn dưới mắt của chị, con mắt của chị Phèo thì nở vàng 10 lấp lánh. Như vậy tình yêu nó thức dậy phần người, chủ nghĩa nhân đạo đấy. Mà kém biệt ngày xưa thì giáo cái tưởng đó là những câu thơ của học sinh hoa hướng đầu mùa, nhưng sau này mình tìm hiểu hóa ra đây là câu thơ của nhà thơ Lê Đình Cánh. À ngỡ ngần, cả con thuộc đúng, à ngỡ ngần đừng ghi vào đấy, à ngỡ ngần gã cùng điên, tình yêu đến bỗng nhiên thành người, vườn xuân trắng nở nụ cười, tình yêu tan chảy vàng mười trong nhau. Tuyệt chưa? Các người đọc thấy là hiểu được chỉ theo đấy, hiểu nhất là mối quan hệ tình yêu thì nở chỉ theo. Kém ghi: Thanh Kiến tồi tệ, cả làng mất rồi, chập nhiều than, chỉ theo là sống những giây phút hạnh phúc nhất. Chỉ theo đã sống những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời trong tình yêu, là sống giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời trong tình yêu. Hiểu nào? Tức là trong tình yêu, mắt đứa nữ thế, hắn cười ngay cười thật hiền đấy. Trong tình yêu, thầy giờ lại rơi vào những giây phút của tận bi kịch tinh thần, giờ lại rơi vào những giây phút đau đớn nhất của tận bi kịch tinh thần. Tận bi kịch đau đớn, rơi vào tận bi kịch đau rồi đau đớn, rơi vào những giây phút đau đớn nhất của tận bi kịch tinh thần. Thầy giảng kém xưa nay để xóa nỗi đau, để làm mất nỗi đau, người ta thường tìm đến gì? Bia và rượu. Nhưng nếu xả sự nỗi đau bé thì uống rượu mất, có thể xóa rượu được, quên được, nhưng đau lớn có mất được không? Đau lớn uống rượu có mất được không? Không. Kém ghi: chấm rượu không thể làm hẳn say như trước nữa, rượu không thể làm hẳn say như trước nữa vì nó quên, không thể làm hẳn say như trước nữa. Mờ và kép, hẳn cứ thoáng thoảng thấy hơi chạo hành, hắn cứ thoáng thoảng thấy hơi chạo hành, thoáng thoảng, thoáng thoảng thấy hơi chạo hành, thấy hơi chạo hành, hơi chạo hành, thưa rằng
nghĩa vi tha tạc trẻ dung thoát tạc, nghĩa là cái hướng vị của hạnh phúc và tình yêu khắp tuột khỏi tâm ta, phát tạc ma, hiểu không? Thầy đạo kém tự lấy nó sống những giây phút hạnh phúc nhất trong tình yêu thì nó gì, cái, nó ghi nhận mắt nữ nữa, nó cười thì cười ghét thật hiền. Còn bây giờ tột đỉnh của sự đau khổ, nó có dùng có nước mắt không? Có chi tiết nào nói về nước mắt của nó không? À con, bây giờ đến tột đỉnh của đạo bi kịch tinh thần bị cự tuyệt thì có chi tiết nào về nước mắt không? Để nói rằng nó đau, hạnh phúc lấy nước mắt mà đo, khổ đau lấy nước mắt đó, có không? Chi tiết gì? Đồ là con nhớ, chi tiết nào? Hắn khóc thế nào nhỉ? Nó hắn ốm mặt khóc thế nào? Đúng, hắn ốm mặt. Kém nhớ chi tiết đấy, kém đi. Rồi, giờ lại rơi vào những giây phút đau đớn nhất của tận bi kịch tinh thần. Rồi, cứ thoáng thẳng thấy hơi chảo hành, gạch ngang cái hương vị của tình người. Cái hương vị của tình người. Phải tình thương yêu mà chỉ vào không quên được. Cái hương vị của tình người, tình thương yêu mà chỉ vào không quên được. Kiểm tra, có một lần ngắn ngủi, mở ngoặc kép, hắn ốm mặt khóc thế nào? Rưng rức, hắn ôm mặt khóc rưng rức. Có người của Nam Cao trên trong mặt kép, hắn ôm mặt khóc rưng rức. Nghĩ được chưa? Chấm giọt nước mắt của chị sao là sự thể hiện cao nhất. Giọt nước mắt của chị sao là sự thể hiện cao nhất. Giọt nước mắt của chị sao là sự thể hiện cao nhất. Phải đỉnh điểm của nỗi đau đớn, đỉnh điểm nó tột cùng thôi, đỉnh điểm của nỗi đau đớn, đỉnh điểm của nỗi đau đớn khi nhận ra mình đã bị cự tuyệt quyền làm người. Khi nhận ra mình đã cự tuyệt quyền, bị cự tuyệt, bị nhận ra mình đã bị cự tuyệt quyền làm người. Cái chân nhận ra mình là bị cự tuyệt quyền làm người, xuống ngang gạch đầu dòng, chỉ vào lại uống rượu và xách dao ra đi. Cả con được nhánh quả không? Chỉ vào lại uống rượu và xách dao ra đi. Chỉ vào lại uống rượu và xách dao ra đi. Chấm. Nhưng hẳn không rẻ mà nhà thì nở. Nhưng hẳn không rẻ mà nhà thì nở như dự định ban đầu. Không rẻ mà nhà thì nở như dự định ban đầu. Thầy đạo khẽ như vậy chỉ theo ra đi say với tình. Vừa say vừa gì? Vừa tình. Tình nhiều hơn hay say nhiều hơn? Đúng. Kém ghi những dự định ban đầu mà đến thẳng nhà bà Kiến. Mà đến thẳng nhà bà Kiến. Đến thẳng nhà bà Kiến. Đủ các con tấm trạng gì nổi bật của chị Theo nhất? Tấm trạng gì nổi bật nhất trong tâm hồn chị Theo lúc này? Đau khổ và tuyệt vọng. Kém ghi căng cơn đau khổ và tuyệt vọng. Đấy, phân tích đúng ra đấy. Trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, phải chỉ theo trở thành người nô lệ thức tỉnh. Trong cơn đau khổ và tuyệt vọng, chỉ theo trở thành người nô lệ thức tỉnh. Phải một đầu óc sáng suốt nhất làng vũ đài. Bà kiện con thuốc ấy mà. Kém cái chân, một đầu óc sáng suốt nhất làng vũ đài. Cơn đau khổ tuyệt vọng chỉ phải trở thành người nông, tức là thức tỉnh, đúng, con người nông dân thức tỉnh được, nô lệ thức tỉnh. Một đầu óc sáng suốt nhất làng vũ đài. Phải hắn hiểu ra và thấm thía. Hắn hiểu ra và thấm thía. Thấm thía tội ác của kẻ. Tội ác của kẻ cướp gì? Cướp mi anh pha. Tội ác
của kẻ đã cướp cả hình người và hồn người. Tội ác của kẻ đã cướp cả hình người và hồn người, hay là nhân hình và nhân gì? Nhân tính. Đã cướp cả hình người và hồn người của mình là bả kiến. Cả hình người và hồn người của mình là bả kiến. Chấm chỉ theo lần này quyết đến trả thù. Một động cơ. Quyết đến trả thù là một động cơ. Và động cơ thứ hai là đòi quyền làm người, đòi lương thiện ấy. Chỉ theo quyết lần này quyết đến trả thù. Chấm đứng trước bả kiến. Đứng trước bả kiến. Phải chỉ theo là chỉ thấy về mặt lão. Lão đấy là ai? Bà kiến. Đứng trước bà kiến chỉ theo là chỉ thấy về mặt lão. Và dặn dạt đòi quyền làm người. Chỉ thấy về mặt lão và dặn dạt đòi quyền làm người. Phải đòi được làm lương thiện. Dặn dạt đòi quyền làm người, đòi được làm lương thiện. Đòi quyền làm người, đòi được làm lương thiện. Thưa cả con, vì mấy động cơ? Tà thu và đòi lương thiện, đòi quyền làm người. Chấm chỉ theo là vung dao.